Drop it. Xin chào các bác đến kênh YouTube Tôi Yêu Japan nha. Hôm nay là vợ chồng em đi festival của Nhật đây. Đây là cổng chùa của Nhật đây. Bắt đầu đến này. Người ta chụp ảnh, người ta gọi là làm những bức ảnh lưu niệm. Đó, các bác nhìn này, chụp ảnh chùa. Người chụp, cảnh chụp đây, đi vào trong chùa là một cái cổng đèn rất đẹp, và đây là cổng chính của chùa đây. Các bác nhìn toàn bằng gỗ này. Đấy, đây là cô giáo dạy tiếng Nhật của vợ em. Đây là bà vợ em đây. Đấy, bà vợ em đây. Nhà em thì mua vé trên mạng thì bớt được mỗi vé được 200 yên. Mua 4 vé, một vé là 1,5 yên, bớt được 200 yên, còn 1,3 một người. Đó, đây các bác nhìn này, đèn này. Đấy. Người ta xếp hàng mua vé rất nhiều nha, người ta đến mua trực tiếp cũng được, nhưng mà mua trực tiếp là mỗi người phải mất thêm 200 yên. Tiết kiệm, dùng điện thoại mua trên mạng thì sẽ rẻ hơn. Tội gì không dùng công nghệ. Đèn nét đẹp chưa? Ở bên này ấy là cái lễ hội chùa với mùa thu của họ ấy, họ sử dụng festival nhiều biểu tượng của đèn nét ở trên các chùa, rất nhiều chùa nhé. Đi chùa của Nhật hầu như các bác vào trong cửa ấy đều mất vé hết. Vé rẻ thì khoảng tầm 300 yên một người. Còn mắc là như hôm nay em đi là 1,5 yên một người, được giảm giá 200 yên, còn 1,3 một người. Đấy. Gọi là chỗ này là festival thì nó sẽ mắc hơn, còn đi vào đầu năm ấy thì là các bác vào để xin quẻ xin khắc thì nó sẽ rẻ hơn. Ở Kyoto này đặc trưng là chùa chiền nhá. Chùa vàng này, chùa bạc này, chùa thanh thủy này, chùa nghìn cột này. Chùa này ở nằm ở Ujishi nhá. Đây các bác nhìn đèn nét rất nhiều này. Đó, lễ hội đèn. Cứ gọi là festival ở bên này. Thì đây em soi cho các bác ra ngoài này, hình như là chỗ hồ cá koi. Biểu tượng cá koi của Nhật Bản. Đấy. Đấy nhìn các bác nhìn con cá koi. Cá koi như ở Việt Nam mình gọi là cá chép ấy. Gọi là văn vẻ lịch sự tí gọi là cá koi. Đây là rừng trúc đây. Gấu panda này. Đấy, gấu panda người ta cũng chụp ảnh rất nhiều nhé. Biểu tượng của Trung Quốc. Trung Quốc là nói chung là nó truyền bá tư tưởng về văn hóa và ẩm thực của nó ra ngoài thế giới rất nhiều. Đấy. Vẫn như tò mò hồ cá koi một chút các bác nhé. Đấy, sau hồ cá koi em soi cho các bác đây là chữ Phúc. Đây vẫn là biểu tượng của chữ Phúc đây. Chữ Phúc ấy là biểu tượng là chữ Phúc, Phúc Lộc Thọ ấy. Ở Việt Nam mình ấy có ba ông tượng đấy. Chữ Phúc này ấy, thì là người ta lên chụp ảnh, người ta sẽ một người thì họ sẽ giơ hai cánh tay lên, còn hai người thì người ta sẽ chồng lưng úp lưng vào nhau và giơ hai cánh tay lên. Đó biểu tượng kanji bên đấy. Đây các bác nhìn đấy. Đấy, đây chùa của nó này. Đấy, chữ Nhật đấy, cổ, chữ Nhật cổ đấy. Đấy. Thần đấy. Đây. Các bác nhìn này. Các bạn gái hay lên đây chụp ảnh này, bạn nào sống ảo thì vào đây selfie đó. Thuyền rồng này. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, rước nhau về ta cưới hội vui. Chân đeo hải đâu đeo khăn. Đấy các bác nhìn đẹp chưa. Nhiều lúc là cuộc đời nó buồn buồn, phải tự cho mình niềm vui tí, ngồi hát hò nghêu ngao. Đấy các bác nhìn này, festival. Em đi là chủ yếu là xin lộc này, xin mua con mèo thần tài này, cầu chúc may mắn này cho thằng cu. Thằng cu nhà em tháng 2 là nó chào đời. Dự tính dự sinh là ngày 22 nên là phải đi chùa chiền nhiều. Đấy các bác nhìn thấy cột là biểu tượng rồng cuốn cột đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Người ta bảo có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đây, đây là vườn đào đấy, biểu tượng của trong phim Tôn Ngộ Không này, Tây Du Ký này, đào của Nhật ăn ngon lắm các bác nhá. Đấy, đây này, cổng này. Họ ấy gọi là trang trí khắp chùa luôn. Đây là chỗ kỳ lân. Chỗ này là biểu tượng như kiểu là chỗ đốt giấy tiền với đốt chân hương ở Việt Nam mình ấy. Cái này họ ở Việt Nam mình bán rất nhiều. Ở nhất là ở chùa đấy. Biểu tượng con rồng nó nhìn vào cái hộp đấy. Đây bà vợ em. Đây đây là
Quan Đức Quan Phật này, Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu Đức Phật mong cho các bạn nào đang xem kênh YouTube của con được vạn sự như ý, mạnh khỏe, an khang. Đấy. Các bác nhìn đấy. Em soi không quay Đức Phật lâu. Vì ngài là đấng tối cao lên đây, cái có mã QR thì là nó giới thiệu hết nhiều là sự tích về như kiểu là con hươu này, hồ sen này, đầm sen này. Ở bên này nó đặc trưng của nó là khi đến ấy, các bạn quét mã QR thì là nó nói về giới thiệu về lịch sử hay là nguồn gốc xuất xứ. Hay lắm, bên Nhật nói chung là nó hiện đại lắm. Các bạn nhìn đẹp chưa? Người người đi chùa, nhà nhà đi chùa. Đấy. Đèn nháy này đấy. Búp sen đấy. Các bạn ơi, rộng lắm, chùa này nói chung là rộng. Bãi gửi xe vào em gửi là nó tính biển số, đút tiền vào nó cái biển số thì ở lễ hội chùa chiền em đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật hãy phù hộ cho các bạn nào đang xem kênh YouTube của con và đăng ký kênh YouTube của con được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, mọi sự thuận lợi trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Phù hộ cho kênh YouTube con ngày ngày càng phát triển, nhiều các bạn ủng hộ kênh của con. Đó, các bác nhìn thấy mõ này. Đó, đây là mấy bạn nữ ở Nhật đây các bạn ấy. Như kiểu là gọi là ở mình đấy, bây giờ là em là một dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã đăng ký kênh YouTube tôi ra ban em. Tạm biệt các bạn video tiếp theo.